계속 형수라 불러도 되죠? 한번 형수는 영원한 형수지, 안 그래요? 상관없어요. 어차피 당분간은 비밀 유지도 해야 되고. 상관없어요. 상관없어요. Giả sử khi mà mình được chiêu đãi mà người bạn của mình hỏi là bạn sẽ muốn ăn gì thì lúc đó mình hơi ơi ngại để trả lời đó đúng không? Thì những trường hợp này thì các bạn có thể nói như thế này. 난 다 괜찮아. 상관없어. 나 다 잘 먹어. 진짜 상관없어. Câu này thì Jinju hay nói nè, tại vì Jinju thực sự ăn gì cũng được đó. Các bạn cũng hãy ứng dụng thử câu này nha. 상관없어. 상관없어. 상관없어요. 상관없어요. 좀만 더 있다가 상황 봐서 내가 얘기할게, 엄마 아버지한테. 그러니까 그때까지만 좀 모른 척해줘, 오빠, 어? 알았는데 어떻게 모른 척하냐? 모른 척 해줘. 모른 척 해줘. 장 hạn như mình đang nói chuyện với bạn mà vô ý đánh giám rất to. Nghe thấy thì bạn bèn trêu chọc rồi cười. Lúc đó thì mình sẽ cảm thấy rất là xấu hổ đúng không? Trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể nói như thế này. 미안, 놀리지 마. 그냥 모른 척 해줘. Chắc là các bạn cũng lúc ngượng muốn đồn thổ như tình huống vừa rồi chứ ha. Khi đó thì các bạn hãy thử nói câu này như Jinju nhé. 그냥 모른 척 해줘. 모른 척 해줘. 모른 척 해줘. 모른 척 해줘. 정말 미안해요, 사돈. 상황상 진짜 어쩔 수가 없었어요. 큰언니가 형부가 바람을 폈다고 오해를 하는 바람에. 어쩔 수가 없었어요. 어쩔 수가 없었어요. Ví dụ, bạn có một buổi họp rất quan trọng ở công ty. Nên là bạn đã ra khỏi nhà sớm. Nhưng do kẹt xe quá nên bạn đến nơi bị muộn. Vừa đến văn phòng công ty thì thấy sếp đang giận và lên tiếng mắng chắc về việc muộn họp của bạn. Lúc đó thì bạn có thể thanh minh như sau. 늦어서 죄송합니다. 길이 너무 막혀서 어쩔 수 없었습니다. 어쩔 수가 없었어요. 어쩔 수가 없었어요. 상관없어요. 모른 척 해줘. 어쩔 수가 없었어요.